Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Như các bạn đã biết, thị trường chuyển nhượng liên tiếp đón nhận những bóng tấn phát nổ. Tính đến lúc này đã có tổng cộng 10 thương vụ có giá trị trên 100 triệu euro. Và ngay bây giờ hãy cùng Minh Phương điểm mặt 10 thương vụ ấy nhé. Eden Hazard, 100 triệu euro. Chuyển tới Real Madrid từ Chelsea với mức giá 100 triệu euro, Eden Hazard là một trong những bom tấn đáng chú ý nhất trong mùa hè này. Anh sở hữu tốc độ, kỹ năng, nhãn quan và sự tinh tế. Tân binh của Real cũng giữ bóng và qua người đầy xuất sắc. Trong kế hoạch thiết lập Galacticos 3.0, Eden Hazard hứa hẹn là một sự bổ sung hoàn hảo cho Real. Gareth Bale, 101 triệu euro. Gia nhập Real Madrid từ năm 2013 với mức giá 101 triệu euro, Bale trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tới thời điểm hiện tại. Hai mùa giải đầu tiên tại Bernabeu, tiền đạo xứ Wales đã đóng góp rất nhiều trong lối chơi của Real. Anh cùng Ronaldo khiến hàng công của Real đầy sức mạnh và hết sức nguy hiểm. Trong 6 năm tại Real, Bale đã có 13 danh hiệu lớn nhỏ cùng câu lạc bộ. Thế nhưng, tới thời điểm hiện tại, Bale không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Zidane và có tên trong danh sách các cầu thủ cần thanh lý. Paul Pogba, 105 triệu euro. 3 năm trước, Paul Pogba gia nhập Man United với mức phí chuyển nhượng 105 triệu euro. Pogba trở thành mũi nhọn tấn công đầy sức mạnh của Quỷ Đỏ. Thế nhưng, cái tôi và cá tính quá mạnh là điểm trừ của cầu thủ này. Hiện tại, bản hợp đồng đắt đỏ của MU cũng chẳng còn vương vấn Old Trafford nữa. Anh đã công khai muốn rời Man United để tìm bến đỗ mới. Cristiano Ronaldo, 117 triệu euro. Phi vụ chuyển nhượng của Ronaldo ở mùa hè năm ngoái đã gây nhiều chấn động trong làng túc cầu. Ngôi sao số 1 của Real Madrid đã chuyển tới Juventus với mức phí 117 triệu euro. Tại câu lạc bộ mới, cựu tiền đạo Real đã nhanh chóng trở thành mũi nhọn tấn công và cùng ba đấm già lên ngôi vô địch Serie A. Mùa giải đầu tiên tại Ý, Ronaldo đã sở hữu 21 bàn thắng và 8 kiến tạo, những con số đầy triển vọng cho bản hợp đồng 117 triệu euro. Antoine Griezmann, 120 triệu euro. Tân binh mới nhất của Barcelona, Antoine Griezmann, có giá 120 triệu euro. Griezmann được kỳ vọng sẽ đem đến sức mạnh tấn công cho Barca. Tại đội bóng cũ, Griezmann cho thấy tư duy chơi bóng thông minh và khả năng hỗ trợ tốt. Sự khéo léo, đa năng, kỹ thuật của tiền đạo người Pháp sẽ giúp lối chơi của gã khổng lồ xứ Catalonia trở nên khó lường và nguy hiểm hơn. Năm, Ousmane Dembele, 125 triệu euro. Năm 2017, Dembele được Barca đưa về từ Dortmund với mức phí chuyển nhượng 125 triệu euro. Ở thời điểm đó, đây là bản hợp đồng được mong chờ sẽ đem lại sức mạnh hàng công cho Barca. Thế nhưng, những chấn thương và phong độ không ổn định khiến tiền đạo người Pháp không cạnh tranh được suất đá chính tại Barca. Trong 2 năm thi đấu, Dembele mới chỉ ghi được 18 bàn thắng trong 65 lần ra sân. Joao Felix, 126 triệu euro. Tân binh của Atletico Madrid có mức phí chuyển nhượng 126 triệu euro. Đây là bom tấn lớn nhất của đại diện thành Madrid cho tới thời điểm hiện tại. Felix là mẫu cầu thủ tấn công đa năng. Anh có thể đá tiền vệ trung tâm, hộ công hay chạy cánh đều tốt. Felix được cho là sự thay thế cho Griezmann khi cầu thủ này đã chia tay Atletico để tới Barcelona.
3, Kylian Mbappé, 135 triệu euro. Mùa hè năm 2018, Paris Saint-Germain chiêu mộ thành công Mbappé từ AS Monaco với mức phí khổng lồ 135 triệu euro. Trước đó, Mbappé đã khoác áo Paris Saint-Germain theo dạng cho mượn với phí mượn là 45 triệu euro. Nhà đương kim vô địch thế giới đã thể hiện được những tố chất tuyệt vời của mình: kỹ thuật, tốc độ, sự tinh quái. Hai mùa giải trong màu áo Paris Saint-Germain, Mbappé đã tham gia 87 trận và ghi được 60 bàn thắng. Hai, Philippe Coutinho, 160 triệu euro. Barcelona đã phải chi 160 triệu euro để có Coutinho vào mùa đông năm 2018. Coutinho được hy vọng sẽ khỏa lấp chỗ trống của Neymar. Thế nhưng, những gì tiền đạo người Brazil làm được là không nhiều. Coutinho mờ nhạt trong lối chơi của Barca. Nhiều tín đồ cho rằng anh sẽ rời Barca trong mùa hè này. Một, Neymar Jr., 222 triệu euro. Neymar và Paris Saint-Germain đã tạo ra thương vụ đình đám vào mùa hè 2017 với mức phí chuyển nhượng 222 triệu euro. Tiền đạo người Brazil được cho là muốn ra đi để thoát khỏi cái bóng của Messi để trở nên vĩ đại hơn. Thế nhưng, trái ngược lại với những dự tính, Neymar không để lại nhiều ấn tượng tại Paris Saint-Germain. Thậm chí, những ồn ào bên ngoài sân cỏ và những chấn thương khiến phong độ của tiền đạo này xuống dốc. Hiện tại, Neymar đã lên tiếng muốn rời Paris Saint-Germain và quay lại Barcelona. Những bom tấn hàng trăm triệu euro thật sự khiến người ta phải trầm trồ và ngưỡng mộ. Hãy nói cho Minh Phương cùng các khán giả biết bạn ấn tượng với thương vụ nào nhất nhé. Và nếu bạn muốn theo dõi nhiều video thú vị hơn thì hãy nhanh tay subscribe channel YouTube của chúng mình cùng với nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại!